Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh đúc gân rất là hấp dẫn, bởi khi ăn á, cắn trúng miếng bánh có độ dai giòn, chan nước đường và nước cốt dừa béo thơm. Khi mà mình làm ở nhà thì thường mình thấy cái độ dai giòn nó không thể bằng là khi mình mua. Nhưng mà với công thức này á, thì Diễm thấy nó vừa đơn giản và cũng rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh đúc gân với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm bột trắng trước. Ở đây Diễm có cái gói bột năng hiệu của Thái Lan, mình dùng hiệu nào cũng được ha. Và mình lấy một cái nồi đó, mình cân ra 200g bột năng. Nếu mà mình sử dụng hoàn toàn bột năng á, thì Diễm thấy nó thiếu đi cái độ chắc. Vì vậy Diễm sử dụng thêm bột nếp. Bột nếp này á, là hiệu của Thái Lan, mình dùng hiệu nào cũng được ha. Và mình cần một lượng ít 10g. Tiếp theo mình sẽ có 3 gram muối là 1 phần 2 muỗng cà phê. Đường thì mình cần 20 gram là 1 muỗng canh và 1 muỗng cà phê. Màu trắng này thì Diễm sử dụng nước cốt dừa. Nguyên một cái hộp này nó là 500ml và mình dùng hết luôn nha. Mình nên sử dụng coconut milk ha, cho nó loãng hơn. Còn nếu mà mình không thích béo nhiều thì mình có thể sử dụng phân nửa nước cốt dừa và phân nửa lượng nước trắng cũng được. Sau khi cho nước cốt dừa vào thì mình dùng cái phứ lòng và mình sẽ khuấy cho bột nó hòa thật là đều, đường và muối nó tan luôn nha. Thời gian khuấy bột là khoảng 1 tới 2 phút. Mình khuấy tới khi mình thấy là bột nó trắng mịn và nó nhuyễn, nó không còn bột vón cục. Để tạo độ giòn cho bánh thì hôm nay Diễm sử dụng nước tro tàu. Mình cần ở đây là 6 gram là 1 muỗng cà phê đầy. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng ha, mình có thể mua trong chợ Á là có. Còn nếu mà mình không có nước tro tàu thì mình cứ lấy muối nở đó, mình nướng ở nhiệt độ là 120 độ C trong vòng 60 phút và mình sẽ cho 3 gram nha. Còn nếu mà mình không muốn cho muối nở nướng hoặc là nước tro tàu vẫn được luôn, thì cái bánh nó vẫn có độ dai và giòn nhẹ. Cho nước tro tàu rồi thì mình khuấy thiệt là đều ha, quan trọng là khuấy đều khoảng 1 phút, rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột màu xanh. Diễm cũng lấy một cái nồi và Diễm cân ra 200g bột năng. Và phần bột màu xanh này Diễm sẽ cho thêm 100g tinh bột củ dông. Tinh bột củ dông thì nó có độ dai nhưng mà nó mềm và nó trong hơn là tinh bột năng. Đây là hiệu mà Diễm dùng. Còn nếu mà mình không tìm được cái tinh bột củ dông này, mình có thể thay bằng tinh bột năng vẫn được ha. Mình cho 100g tinh bột củ dông này vào chung với lại tinh bột năng luôn. Và mình cũng cho thêm 10g bột nếp nha. Về đường thì mình cũng cho 20g. Muối là 3g. Để bột sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần nước lá dứa. Thì tùy cái lá dứa to hay nhỏ, cái lá dứa này thì Diễm sử dụng là 4 cái, Diễm cân nó khoảng 24g á. Mình rửa sạch lá dứa, sau đó mình cắt nhỏ. Về lượng nước thì mình cứ cho vào cho đủ cái máy xay. Diễm lưu ý là mình sử dụng nước lạnh nha. Và Diễm cho ở đây là khoảng 300ml á. Rồi mình xay cho thật là nhuyễn, sau đó mình sẽ dắt để lấy được cái phần nước cốt lá dứa. Rồi mình dắt xong á, mình cứ thêm nước lạnh vào, làm sao cho đủ cái phần nước ở đây là 650ml nha, hoặc là 650g. Lượng lá dứa mình không nên sử dụng nhiều, tại vì dùng nhiều nó dễ có cái vị đắng đó. Để bánh thơm hơn và cái màu nó đẹp á, nó không có bị phai màu, thì Diễm sử dụng thêm 1 phần 3 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Đây là cái chai mà Diễm dùng. Còn nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được nha. Mình cho tinh chất lá dứa vào cái nước lá dứa và mình khuấy cho nó hòa thiệt là đều. Và Diễm thấy á, mình nên cho thêm một tí xíu màu vàng thực phẩm ha. Diễm dùng 1 phần 10 muỗng cà phê. Cái hũ này á, thì là loại bột, còn nếu mà mình sử dụng màu nước á, thì mình cho chắc chừng 1 giọt. Á. Cái màu vàng này sẽ giúp cho cái bánh á, đó khi mà mình hấp chín xong cái màu xanh nó sẽ tươi hơn. Khuấy lại một lần nữa cho màu vàng nó hòa đều trong hỗn hợp lá dứa. Rồi mình mang mình cho vào trong bột nha. Cho vào bột quá thì mình dùng phới lòng á, mình khuấy cho thật là đều. Thời gian á, thì cũng khoảng từ 1 cho tới 2 phút. Cái phần bột này có thể mình sẽ khuấy lâu hơn, tại vì cái tinh bột củ dông nó hơi cứng á, nó cần thời gian để nó tan.
Diễm cũng cho thêm vào 6g nước tro tàu ha, hoặc là 3g muối nở nướng. Rồi mình cũng khuấy lên cho thật là đều. Sau khi khuấy xong rồi á, thì mình sẽ để hai cái nồi bột này ở nhiệt độ phòng nha, cho nó nghỉ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng cũng được nữa. Rồi sau đó mình mới mang mình đi lấy trùng. Sau 30 phút á, thì Diễm sẽ lấy cái bột trắng Diễm đi lấy trùng trước. Bật bếp lên á, thì Diễm sẽ để cái lửa lớn nhất và mình dùng cái phối lòng á, mình khuấy liên tục thật là đều tay nha. Tại vì cái bột trắng này nó rất là mau chín. Và Diễm lưu ý là khi mà mình thấy ở dưới cái đáy nồi á, mình cảm nhận là nó trơn và nó hơi chắc á, là cái bột bắt đầu nó chín á, thì mình phải khuấy nhanh tay và mình nên dở cái phối lòng lên mình xem. Đó. Mình khuấy nhanh tay và mình kiểm tra thêm cái phối lòng nữa. Mình thấy lúc này bột nó chín nhiều hơn nè, là mình nhấc khỏi bếp liền và mình khuấy thiệt là nhanh tay để cho cái phần bột chín và bột sống nó hòa đều với nhau á. Sau khi khuấy khoảng 1 phút á, thì mình thấy nó còn lỏng là mình bắt lên bếp và mình tiếp tục mình khuấy thêm. Với cái cách này á, thì mình làm để cho bột nó không bị quá đặc. Còn nếu mà mình không quen á, thì mình có thể để cái lửa trung bình ha. Nhưng mà Diễm thấy mình cứ kiểm tra như vậy, tức là mình dở cái phối lòng lên, mình thấy bột nó chín như vậy là mình nhấc khỏi bếp, rồi mình khuấy cho đều. Nếu mà lỏng á, thì mình mới tiếp tục mình cho lên bếp mình nấu thêm. Và Diễm lưu ý là cái phần bột trắng này mình nên khuấy cho nó vừa sệt thôi, đừng có đặc ha. Để tí xíu nữa mình trộn chung với bột xanh cho nó dễ. Đó, như vậy là Diễm thấy được nè. Để sang một bên, bây giờ mình đi khuấy bột xanh. Thì bột xanh nó sẽ bị lắng ở bên dưới, cứng lắm. Vì vậy mình phải lấy phối lòng á, mình khuấy cho nó tan đều hết rồi mình mới bắt lên bếp nha. Bắt lên bếp á, thì Diễm cũng để cái lửa lớn. Và cái bột màu xanh này nó cũng rất là mau chín luôn. Mình cũng khuấy y như là cách khuấy bột trắng vậy đó. Và bột xanh á, mình có thể khuấy cho nó đặc hơn tí xíu. Tại vì Diễm thấy là nếu mà mình khuấy đặc á, khi mà mình pha chung với lại bột trắng nó ra những cái vân á, đẹp hơn. Đó, mình khuấy lúc này Diễm thấy ở bên dưới nó nặng và có thể mình nghe cái tiếng xèo xèo đó. Nếu mà mình dùng bếp điện từ thì mình dở cái phối lòng lên mình kiểm tra. Đó, mình thấy nó chín nhiều như vậy là mình nhắc ra khỏi bếp liền. Đó, Diễm nhắc khỏi bếp liền mà Diễm khuấy ở ngoài khoảng 1 phút là nó đã đặc lại như vậy. Lúc này á, nếu mà mình dùng cái phối lòng á, mình thấy đặc lắm. Vì vậy Diễm sẽ lấy cái đôi đũa đó và Diễm trộn. Tức là mình trộn xung quanh cái thành của cái nồi cho những cái phần bột chín và bột sống nó đều với nhau. Dùng đũa thì nó sẽ dễ hơn. Hoặc là nếu mình có đũa bếp á, thì mình dùng đũa bếp nha. Khuôn á, thì Diễm sẽ sử dụng khuôn silicon nó có cái đường kính là 22 cm. Mình sử dụng khuôn nhôm bình thường vẫn được ha. Và mình cho bột màu xanh vào trong đây. Cái bột màu xanh lúc này á, thì nó đặc. Vì vậy á, vừa khuấy xong á, là mình sẽ cho vào khuôn liền nha, mình đừng có đợi lâu. Cho vào khuôn xong á, thì mình sẽ trải cho cái bột màu xanh này nó đều hết cái mặt khuôn luôn. Lúc này á, thì bột á, nó rất là dẻo và nó dai. Sau khi trải đều rồi á, thì mình mới lấy bột trắng mình cho lên trên, mình cho hết cái phần bột trắng này luôn. Rồi Diễm mới dùng một cái đôi đũa và lúc này mình sẽ trộn. Vừa trộn và mình xới như vậy nè để tạo thành những cái vân cho bánh. Mình cứ xem Diễm làm ở đây ha. Diễm thì Diễm thích ăn nước cốt dừa nhiều, vì vậy cái phần bột màu trắng á, Diễm làm á, nó cũng gần tương đương như bột màu xanh. Còn nếu mà mình thích cái màu xanh nhiều á, thì mình làm phân nửa cái bột màu trắng cũng được. Đó, mình cứ trộn như vậy, mình trộn mình xới cho bột trắng á, nó đều trong cái bột màu xanh. Gần cuối á, thì mình sẽ dùng cái đôi đũa đó mình xoay xung quanh cái thành của cái khuôn. Đó là như vậy. Mình nhìn á, thì mình thấy bột trắng bột xanh nó xen kẽ là mình ngưng ha. Nếu mà mình trộn nhiều quá thì có thể bột trắng nó hòa vào trong cái bột xanh luôn, nó sẽ mất đi những cái vân. Rồi cuối cùng á, mình cầm khuôn và mình đập nó xuống như vậy để cho những cái bọng khí ở trong bột á, nó bị bể ra, cái bánh nó mịn hơn. Mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi thật là sôi, rồi mình mới cho cái sừng bánh này lên mình hấp nha. Thời gian hấp bánh á, thì cũng tùy vào cái sừng và cái khuôn. Diễm sử dụng cái khuôn silicon này á, thì Diễm hấp ở cái lửa trung bình. Trong thời gian là 45 phút thì bánh chín kỹ. Còn nếu mà mình sử dụng sừng nhôm và khuôn nhôm thì có thể hấp từ 35 cho tới 40 phút.
Khi bánh chín mình mở ra, mình thấy nó phồng lên, phồng hết lên luôn á. Như vậy là bột nó đã chín kỹ và nó chuyển sang cái màu trong như là mình thấy ở đây. Bánh này á, vừa lấy ra thì nó rất là mềm luôn. Diễm lưu ý là nó sẽ rất là mềm. Vì vậy á, mình phải để cho nó nguội. Mình có thể ngâm vào trong thau nước đá đó, giúp cho cái bánh nó được giòn hơn. Diễm thì ngâm trong nước lạnh như vậy. Rồi mình để cho nó nguội từ 8 tới 12 tiếng, hoặc là để qua đêm càng ngon nha. Bây giờ Diễm đi làm phần nước đường, thì mình cần 300g đường thốt nốt hoặc là đường tán đều được ha. Để cho nước đường nó có cái vị thơm hơn, Diễm sử dụng thêm 10g gừng. Mình đông thêm vào đây 300ml nước. Và bây giờ mình bắt cái nồi nước đường này lên bếp, mình nấu cho nó sôi lên. Đầu tiên thì mình cứ để lửa lớn ha. Mình đảo tí xíu cho đường nó dễ tan. Khi mà mình thấy bắt đầu nước nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Diễm thấy để lửa trung bình cũng được rồi. Như vậy để mình thắng cái nước đường cho nó nhanh. Và mình khuấy, mình tán ra cho đường nó dễ tan. Khi mình thấy đường tan hết rồi thì mình cứ để cái lửa trung bình như vậy. Và mình nấu thêm khoảng thời gian là 10 phút để cho nước đường nó sánh, nó đặc lại hơn. Sau 10 phút thì mình sẽ thấy những cái bọt khí to nó nổi lên. Như vậy là nước đường đạt ha. Diễm sẽ lấy một cái lá dứa đó, mình rửa sạch, mình cho vào. Như vậy giúp cho cái nước đường nó thơm hơn nữa. Cho lá dứa vào thì mình nhấc khỏi bếp. Vậy là mình xong nước đường. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa. Diễm có 400ml nước cốt dừa. Diễm dùng coconut milk nha. Mình cho thêm vào đây 20g đường. Để cho nước cốt dừa nó giữ cái vị béo và nó đậm đà thì mình cho thêm 2g muối. Diễm dùng 4g tinh bột bắp hoặc là mình cũng có thể sử dụng tinh bột năng để tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Mình khuấy cho tinh bột bắp nó hòa đều vào trong nước cốt dừa rồi mình mới bắt lên bếp ha. Và mình sẽ để cái lửa lớn nhất nha. Nước cốt dừa mình đừng có nên khuấy lâu, nó sẽ làm mất đi cái độ béo. Vì vậy mình sẽ sử dụng lửa lớn và mình khuấy thiệt là nhanh tay. Nước cốt dừa nó cũng rất là mau sôi. Khi mà mình nghe bên dưới nồi bắt đầu nó sôi thì mình có thể ngừng để mình xem. Đó. Và mình khuấy nhanh tay thêm một lần nữa. Rồi mình nhấc khỏi bếp liền. Nhấc khỏi bếp thì mình cũng tiếp tục mình khuấy đều ha. Rồi mình để nước cốt dừa ở đây cho nguội. Thỉnh thoảng mình tới mình khuấy lên thì nó sẽ không có bị một cái lớp màng ở trên mặt nước cốt dừa. Bánh này là Diễm đã để qua đêm được 12 tiếng rồi nè. Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm, Diễm đậy lên trên, tránh cho cái mặt bánh nó bị khô. Mình lấy ra rất là dễ dàng, nếu mà bánh mình hấp chín kỹ ha, nó tróc khỏi khuôn luôn. Mình cầm lên thì mình thấy nó rất là mềm, nhưng mà nó có cái độ dai lắm luôn. Khi cắt ra thì mình mới thấy những cái vân bên trong nó mới đẹp, chứ bây giờ mình nhìn như vậy thì thấy không được đẹp lắm ha. Trong trường hợp mà mình làm mình muốn ăn liền thì như Diễm nói đó, mình ngâm vào trong thau nước đá, sau đó mình cho vào trong tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng thì cái bánh nó rất là dai giòn luôn. Dưới công thức bánh này thì Diễm thấy nó có độ dai nè, giòn vừa đủ, không phải kiểu giòn sần sật như mình sử dụng phèn chua hay là hàng the. Miếng bánh khi mà mình cầm lên mình sẽ thấy nó không có bị dính tay, nó chắc nhưng mà nó vẫn có cái độ dai dẻo, cắn vào mình sẽ thấy được cái độ giòn. Nếu mà mình muốn bánh nó có cái độ giòn hơn nữa thì mình tăng cái lượng nước cho tàu lên. Nhưng mà Diễm thấy lượng nước cho tàu nhiều sẽ làm cho cái bánh cái mùi nặng lắm. Mình ăn ở nhà như vậy Diễm thấy đã rất là ngon rồi và cũng đảm bảo nữa. Khi ăn thì mình sẽ chan nước đường lên trên nè. Tiếp theo là mình cho nước cốt dừa và rắc thêm đậu phộng rang vàng hoặc là mè rang vàng đều được. Bánh này mình cứ để ở nhiệt độ phòng, mình ăn trong vòng 2 ngày rất là ngon. Còn nếu mà mình cất trong tủ lạnh thì quá một ngày nó sẽ săn lại tí xíu. Khi ăn thì mình mang ra ngoài cho nó mềm là được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh đúc gân thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.